mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bài 7: Ăn chay và thể lực. Người lực sĩ ăn chay trường nổi danh đất Úc. Ông Cliff John, người lực sĩ chạy đường trường và nổi danh nước Úc, năm nay đã 77 tuổi. Hiện ông vẫn còn tráng kiện và vẫn còn đuôi ý định thực hiện cuộc chạy bộ vòng quanh nước Úc với một lộ trình dài 15.000 cây số. Cliff John nổi tiếng về môn chạy đường trường và có một thể lực dẻo dai hơn các bạn lực sĩ chạy bộ khác. Năm 1993, ông đã vang danh về môn chạy bộ này từ Westfield, Sydney đến Melbourne. Tính đến năm 60 tuổi, ông đã đoạt được 6 giải thưởng về môn chạy đường trường trên thế giới. Cliff John là chủ nhân một nông trại trồng khoai tây, có một cuộc sống êm đềm và bình dị tại vùng Deep Forest ở Victoria. Ông là một người ăn chay trường từ thuở thanh niên. Được hỏi vì sao ông ăn chay và bằng cách nào mà có một sức khỏe dồi dào như vậy, ông bảo: "Bữa ăn sáng là bữa ăn chính của tôi. Tôi dùng toàn những thực phẩm chay tiện lợi chứa nhiều chất xơ như cốm dẹp bắp, lúa kiều mạch, lúa mì lứt, chế sữa vào rồi cho thêm một ít mật mía cùng sữa chua trên mặt. Cứ thế mà ăn và chạy bộ hàng ngày vẫn không thấy mệt. Bữa ăn trưa tôi ăn bánh mì lứt với phô mát và trái cây. Buổi chiều tôi thường dùng spaghetti với nhiều loại rau cải, phô mát, trái cây tươi và sô-cô-la. Tôi bắt đầu ăn chay trường là vì khi còn ở nông trại, tôi chăn nuôi bò. Tôi thường cho chúng ăn hàng ngày khi chúng mới vừa lọt lòng. Những con bò con này thường chạy theo tôi, quấn quýt bên tôi và xem tôi như là mẹ của chúng. Đến năm sau, đàn bò con đã lớn, tôi lùa chúng lên xe để đem bán cho lò sát sinh. Những đêm sau đó tôi không thể nào chợp mắt được vì cứ mãi suy nghĩ tới những con vật vô tội và đáng thương kia do chính bàn tay mình chăm sóc, giờ đây đang bị người ta phanh thây xẻ thịt mà cảm thấy hãi hùng và rùng rợn. Sự tội nghiệp đã dày vò lương tâm tôi. Tôi xúc động và từ đó chán ngán không muốn ăn thịt nữa. Vì tôi không muốn liên tưởng đến cảnh sát sinh hải hùng bởi những tên đồ tể. Tôi đã ăn chay trường từ hơn 25 năm nay. Một hôm, chị tôi nấu thức ăn cho tôi đã lén bỏ vào một ít thịt bò, rồi cho thêm hành tỏi để gia vị, hưởng mùi, và nghĩ rằng tôi sẽ không hay biết. Nhưng sau khi ăn rồi, tôi buồn nôn và khó chịu suốt cả đêm, không sao ngủ được. Không phải ai xúc giục tôi, mà chính lương tâm tôi bảo tôi phải kiêng ăn thịt vậy. Sự ăn chay đã làm cho tôi được khỏe mạnh. Tôi nhớ khi còn bé, tôi thường cho một con ngựa gầy ăn cỏ. Cha tôi bảo nên cho nó ăn lúa kiều mạch hoặc là gạo mì lứt tốt hơn. Sau đó vài tuần lễ, con ngựa đã trở lại bình thường, khỏe mạnh hơn xưa, và tôi đã cởi nó rong chơi trên những đoạn đường rất xa trong đồng cỏ. Tôi cảm thấy ăn chay rất tốt cho sự dinh dưỡng. Hiện nay chưa chắc một thanh niên 30 tuổi bình thường lại có sức khỏe hơn tôi. Tôi thấy có nhiều người bị bệnh bại liệt phải ngồi trên xe lăn. Tôi nghĩ nếu như lúc thiếu thời họ biết ăn chay và năng hoạt động, thì giờ này đâu có gánh chịu một số phận đau thương như vậy. Sau một thời gian ly dị, theo tin mới nhất của tạp chí Women's Day, số xuất bản ngày 8 tháng 11 năm 1999, Cliff John sẽ thành hôn với cô Dominga, 38 tuổi. Hiện mỗi ngày ông vẫn chạy bộ 25 km đường trường để tự rèn luyện thân thể. Một cụ già ăn chay trường đã đoạt huy chương vàng về môn chạy bộ. Cuộc thi chạy bộ đường trường dành cho các cụ già trong lớp tuổi bát tuần ở Úc năm 1998 đã về tay cụ Bob Hoffman. Cụ đoạt huy chương vàng với thành tích 3 giờ 38 phút 18 giây
phá kỷ lục hơn năm trước là 29 phút. Cuộc thi vừa rồi được tổ chức tại Brisbane. Cô Hockman đã 80 tuổi và là người ăn chay trường duy nhất đạt được thành tích kỷ lục. Phát biểu với lực sĩ huy chương bạc của Thế vận hội Lisa Onyeki, cụ bảo: "Thấy không, tôi là một người ăn chay trường đấy, kể cả một giọt rượu tôi cũng không uống." Theo tin tức của hãng thông tấn Reuters loan tải gần đây cho biết, số lượng các thức ăn chay, nhất là hamburger chay, tiêu thụ gia tăng một cách mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. Từ năm 1992 đến năm 1996, mức tiêu thụ đã tăng đến 50%. Trong khi đó, cũng cùng thời gian này, mức tiêu thụ của thịt đông chỉ gia tăng có 2% mà thôi. Đặc biệt hiện nay nhà hàng Denny đã cho sản xuất một loại hamburger chay rất ngon và rất được nhiều người ưa chuộng, nên đã phân phối bán cho hơn 1.600 chi nhánh khác. Một số trạm dừng chân của các xe vận tải và xe buýt cũng có bán các thức ăn chay này. Hiện nay dân chúng Hoa Kỳ phần đông đã chán ngán với việc ăn thịt vì họ hiểu rằng thịt là nguyên nhân gây ra chứng phì mập, chứng cao mỡ trong máu và cũng là mầm mống gây ra nhiều loại bệnh tật khác. Đa số sinh viên tại Hoa Kỳ cũng thay đổi thói quen ăn uống bằng cách từ bỏ ăn thịt chuyển sang ăn chay vì họ e ngại thịt để lâu sẽ có nhiều độc tố và không tốt cho sức khỏe của con người. Chính cô Chelsea, ái nữ của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, cũng là một người ăn chay trường. Người lực sĩ leo núi ăn chay trường. Tim McAdie-Snap, người lực sĩ leo núi nổi tiếng, đã hai lần chinh phục đỉnh Everest của Hy Mã Lạp Sơn cao nhất trên thế giới. Ông là một người ăn chay trường và rất khỏe mạnh. Có lần, ông đã khởi hành tại vịnh Bengal, Ấn Độ, để tìm đường leo núi và đã đi lạc vào biên giới của xứ Nepal, nên phải quay trở về điểm xuất phát với một đoạn đường dài 350 cây số. Hàng ngày ông phải lội bộ trung bình 60 cây số dưới cái nắng oi bức 35 độ C của khí hậu mùa hè nơi xứ Ấn. Ngày 13 tháng 4 năm 1997, ông đã được Hội Ăn Chay và Sức Khỏe Tự nhiên Úc Châu mời đến thuyết trình trong buổi hội thảo, và sau đó cũng được một vài viện đại học mời đến diễn thuyết về khoa dinh dưỡng, được phỏng vấn nguyên nhân nào khiến ông ăn chay và tại sao ông có một sức khỏe dẻo dai như vậy. Ông đáp: "Tôi là một người rất thích hoạt động. Lúc còn nhỏ, tôi sống chung với cha mẹ trong một nông trại chăn nuôi. Vào lứa tuổi học trò, tôi đã biết tự cầm dao để giết súc vật, xẻ thịt cung cấp cho nhu cầu của gia đình. Lúc đó tôi sát sanh một cách tự nhiên và thích thú mà không hề suy nghĩ gì cả. Nhưng đến khi đã trưởng thành, mỗi lần tôi cầm dao kề bên cổ con vật, tôi để ý thấy mắt của nó tỏ vẻ vô cùng buồn thảm, sợ hãi, dường như ngỏ ý cầu xin một sự khoan hồng và tha mạng. Tôi cảm nhận thấy con vật cũng có cảm giác đau đớn, kinh hoàng và tham sống sợ chết như con người. Tôi xúc động và hối hận về việc làm tàn nhẫn của mình, rồi tự ý buông đi con dao đồ tể. Kể từ đó, tôi bắt đầu ăn chay trường, cũng như không muốn nhìn thấy hay nghe đến cảnh sát sanh hại vật nữa. Ban đầu, tôi không biết ăn chay có làm cho sức khỏe của mình bị suy yếu đi không, nhưng lâu dần tôi cảm thấy yêu đời, khoan khoái và khỏe mạnh hơn xưa. Khi đặt chân đến xứ Ấn Độ để chuẩn bị cho cuộc leo núi lần đầu tiên, tôi đã thuê mướn một vài người địa phương để quan sát các dụng cụ cần thiết trong suốt cuộc hành trình. Tôi thấy họ là những người ăn chay trường, nhưng lại rất cao lớn, khỏe mạnh, lực lưỡng và tay chân rất là gân guốc. Với kinh nghiệm bản thân cộng thêm sự nhận xét thực tiễn trong cuộc sống nơi xứ người, tôi khẳng định ăn chay không những làm cho con người được khỏe mạnh, mà còn ít khi mắc phải một số các chứng bệnh hiểm nghèo hiện đang lan tràn trên thế giới. Tôi không phải là một người đạo đức giả, thật tình mà nói, giả sử từ lúc nhỏ tôi không sinh trưởng trong một gia đình nông trại chăn nuôi, có lẽ tôi chẳng hề biết cầm dao để sát hại súc vật là gì. Giả lại khi còn học ở bậc đại học, tôi rất thích khoa nhân chủng.
Tôi hiểu loài người từ thuở sơ khai chỉ biết đi thu nhặt các loại rau quả mà ăn. Dần dần họ mới có thói quen ăn thịt cho đến bây giờ. Từ đó, suy ra tổ tiên của chúng ta vốn không phải là loài động vật ăn thịt mà họ vẫn khỏe mạnh bình thường. Tại sao chúng ta lại e dè, không muốn trở về bản tính nguồn cội của mình? Dù sao chăng nữa, tôi cảm thấy ăn chay đã làm cho tôi được khỏe mạnh và thu đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực thể thao và mạo hiểm. Cũng như tâm hồn tôi được an nhiên tự tại vì không dính dấp vào chuyện sát sinh. Đó là điều tôi mong muốn nhất trong cõi đời này. Ha ha ha, 问什么的说呵。